Mời các bạn cùng mình khám phá trái nhãn lồng nha. Trái nhìn rất là lạ, độc lạ bình dương luôn. Lá non của cây nhãn lồng thường được bà con dùng làm rau ăn, có công dụng an thần ngủ ngon, rất tốt cho sức khỏe. Trái nó được bao quanh bởi những cái sợi lông, nhìn rất là độc đáo luôn. Khi mình mà bỏ những sợi lông này ra thì bên trong nó có một trái tròn, da rất là láng. Phần thịt bên trong thì có nhiều hạt nhỏ giống như hạt chanh dây, nhưng mà nó lại có màu trắng đen chứ không có màu vàng. Khi ăn thử thì cái vị nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha các bạn. Nếu có dịp về quê, các bạn nếu mà thấy trái này hãy thử một lần xem cái vị của nó như thế nào nha. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua.